bền bỉ, dễ sử dụng, giá cả xứng đáng với túi tiền là những từ được dùng cho chiếc máy pha cà phê 3969, tích hợp cả xay pha 2-in-1, tiện lợi, tiết kiệm được chi phí đầu tư ban đầu. Hôm nay em sẽ review cho anh chị chiếc máy pha cà phê 3969 tới từ thương hiệu Úc, sản phẩm tốt nhất năm 2023 do tạp chí Sở hữu trí tuệ và sáng tạo bình chọn, thương hiệu tín nhiệm hàng đầu châu Á năm 2024. Toàn bộ phần máy pha cà phê 3969 được chế tạo bằng inox không rỉ mạ titan, cho phép máy chịu đựng được nhiệt độ cao, giảm thiểu ảnh hưởng của nhiệt độ và hóa chất, nhờ vậy nâng cao tuổi thọ máy. Với bình nước rời, hộp chứa nước lớn với 2.8, 3969, chiếc máy duy nhất trên thị trường khởi động chỉ 1 giây là có thể sử dụng và thao tác đơn giản khi pha chế cà phê, màn hình LED hiện đại và làm tôn lên không gian quán của bạn. Mình sẽ cho cà phê vào xay một lượng cà phê vừa đủ. Máy tích hợp sẵn sàng máy xay với 30 kích cỡ xay đa dạng. Công suất của máy từ 150 đến 200 ml trên một ngày nên phục vụ tốt cho nhu cầu sử dụng tại gia đình hoặc kinh doanh quán nhỏ. Máy được trang bị hệ thống gia nhiệt FTH làm nóng nước nhanh chóng đạt 93 độ C, bơm UK tự ý. Đặc biệt, 3969 được trang bị công nghệ độc quyền eFast tiết kiệm điện năng. Máy còn được trang bị công nghệ Re-Infusion, ngâm nóng cà phê trước khi chiết xuất, giúp cà nở đồng đều, tránh tình trạng channeling. Vòi đánh sữa cải tiến mạnh mẽ, tạo ra một lớp bọt sữa mịn màng. Vậy nên, nếu anh chị đang có ý định mua cho gia đình, văn phòng hay kinh doanh cà phê mang đi, thì nên chọn mua một chiếc máy mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng.